Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Thanh. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip giới thiệu với các bạn về cái thông báo tuyển sinh sau đại học của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021. Như chúng ta đã biết, đến thời điểm tháng 9 này, theo như mọi năm thì thời điểm này chúng ta đã hầu như là hoàn thành xong mấy cái thủ tục mà đăng ký dự thi, và chúng ta đã bắt đầu ôn tập và chuẩn bị thi rồi. Nhưng do năm nay tình hình dịch bệnh nó ảnh hưởng rất là nặng nề đến thành phố Hồ Chí Minh nói chung và cũng như là cái công tác tuyển sinh của trường nói riêng á, thì đến thời điểm này trường cũng đã ra được một cái thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2021. Thì cũng như mọi năm, chúng trường sẽ có khoảng 23 chuyên ngành tuyển sinh sau đại học với các cấp bậc như là chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, nội trú, thạc sĩ và có cả tiến sĩ ha. Có những ngành có tiến sĩ ví dụ như là nhi khoa nè, ngoại tổng quát nè, tai mũi họng nè, và năm nay trường có tuyển sinh thêm đó là cái thạc sĩ y học gia đình nữa các bạn. Thì những bạn nào mà có quan tâm về những cái chuyên ngành á, thì chúng ta tải cái thông báo này về và đọc kỹ để bắt đầu làm những cái hồ sơ trực tuyến. Mình coi những cái cách làm hồ sơ trực tuyến để chúng ta nộp. Thì ở trong cái thông báo cũng nêu rõ là cái điều kiện dự thi của từng đối tượng chuyên khoa 1 nè, chuyên khoa 2 nè, cao học nè, nội trú và tiến sĩ là như thế nào. Các bạn nhớ đọc kỹ. Ví dụ như các bạn nào mà thi mình ví dụ như các bạn nào mà thi chuyên khoa 2 đi, thì mình sẽ thi hai môn. Một đó là cái môn chuyên ngành của các bạn chọn. Ví dụ như các bạn thi chuyên khoa 2 nội tổng quát, thì cái môn chuyên ngành mình sẽ thi đó là môn nội tổng quát. Nội thì sẽ có hai chuyên khoa 2, đó là chuyên khoa 2 nội tổng quát và chuyên khoa 2 nội tim mạch. Thì nếu mà mình đăng ký cái chuyên ngành nào thì mình sẽ được thi đúng cái chuyên ngành đó. Và cái môn thứ hai đó là cái môn Anh văn hoặc là Pháp văn. Thì đối với cái môn này á, thì hoặc là các bạn thi về sau sau khi mình đăng ký hồ sơ thì trường sẽ có mở cái lớp ôn thi nữa. Thì nếu mà các bạn có đủ các chứng chỉ ngoại ngữ mà nằm trong cái phụ lục được miễn giảm thi ngoại ngữ á, thì các bạn phải công chứng đầy đủ và nộp lên theo cái hồ sơ chung với hồ sơ lúc mà mình nộp online á, thì mình sẽ được trường xem xét có đủ điều kiện để miễn thi ngoại ngữ hay không. Thì năm nay nó có một cái khác biệt so với năm 2020. Đó là trong cái phụ lục mà tham chiếu quy đổi một số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam á, thì trường sẽ quy định cụ thể hơn. Ví dụ như tiếng Anh nè, mình sẽ có được những cái chứng chỉ nào được áp dụng, ví dụ như TOEFL IBT hay là TOEFL ITP hoặc là IELTS hoặc là TOEIC. Nhưng mà đối với nó có một cái khác biệt các bạn. Ví dụ như là cái TOEIC năm nay á, là trường áp dụng những cái bằng TOEIC 4 kỹ năng ha, tức là đầy đủ nghe nói đọc viết luôn chứ không có giống như năm 2020. Đây là cái phụ lục ngoại ngữ của năm 2020 á, thì năm đó á, trường á, chỉ ví dụ như TOEIC mình chỉ lấy á, mình áp dụng luôn cho cái TOEIC 2 kỹ năng á, là nghe kỹ năng nghe và đọc thôi. Còn bây giờ năm nay á, thì phải là TOEIC 4 kỹ năng mới được nha các bạn. Đây là một cái điều lưu ý nè. Với lại những cái bằng quốc tế của mình á, phải có thời gian sử dụng trong vòng 2 năm. Còn hạn trong vòng 2 năm thì mới đạt chuẩn ha. Bên cạnh đó thì mình có những cái bằng, đây là những cái danh sách các trung tâm ngoại ngữ mà cấp chứng chỉ được áp dụng tại trường ha. Đúng những cái nơi này cấp thì cái bằng của mình mới được áp dụng làm miễn thi ngoại ngữ nha các bạn. Và sau khi mà mấy bạn có cái bằng, mấy bạn nộp lên, trường phải có cái thời gian kiểm tra lại thông tin chính xác của cái văn bằng ngoại ngữ đó thì mới cho ra một cái danh sách miễn thi ngoại ngữ. Chúng ta sẽ nói tiếp về cái thời gian và địa điểm phát hành nhận hồ sơ. Thì thời gian là mình đăng ký trực tuyến. Cái thời gian mình đăng ký là từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 đến 25 tháng 10 năm 2021. Tất cả các bạn lưu ý, tất cả các trường hợp trước và sau cái thời gian này thì hồ sơ mình không có nộp được, và nếu mà có nộp được thì cũng không có được chấp nhận, nên các bạn phải nộp đúng cái khoảng thời gian từ 11 tháng 10 đến 25 tháng 10 ha.
Thì á, sau khi nộp hồ sơ thì mình sẽ bắt đầu theo cái hướng dẫn ở cái phụ lục 4 á, thì lúc đó mình sẽ nhận được một cái thông báo là hồ sơ của mình nộp lại hay là có thiếu thôi cái hồ sơ nào cần bổ sung, rồi mình sẽ nộp chi phí, mình sẽ nộp lệ phí thi, vân vân. Thì nói về cái ôn thi và cái thi tuyển ha, mọi năm á thì năm nào mình cũng có trường cũng có tổ chức ôn thi hết á, nhưng mà đều là phải tốn phí nha các bạn. Trung bình là mình không nhớ rõ, có phí ví dụ như 500 ngàn một môn hay gì đó mình không nhớ ha. Nhưng mà năm nay có thể là do dịch bệnh, trường cũng muốn chia sẻ một phần khó khăn đó với các y bác sĩ của chúng ta, nên ôn thi á, là trường thông báo là ôn thi miễn phí nha. Và cái thời gian á, ôn thi á, là từ 18 tháng 10 cho đến ngày 9 tháng 11 à. Rồi cái chi phí, cái này là cái lệ phí thi tuyển á, tùy cái đối tượng, ví dụ như chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 á, thì lệ phí của mình là khoảng 1 triệu rưỡi, ở bác sĩ nội trú á, lệ phí là 3 triệu rưỡi và thạc sĩ là lệ phí là 1 triệu 6. Thì hình thức mình đóng cũng là đóng chuyển khoản ha, chuyển khoản qua cái số tài khoản của trường theo đúng cái cú pháp. Rồi, nói về cái thời gian thi và địa điểm thi, thì nếu mà tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh được kiểm soát tốt, hết giãn cách và chúng ta được tập trung thi lại, tập trung thì trường sẽ tổ chức phiếu báo thi nè, rồi mình theo từng ngày thì mình sẽ thi theo cái đối tượng. Khoảng thời gian thi dự kiến của trường đó là ngày 16 tháng 11 năm 2021 đến ngày 19 tháng 11 năm 2021. À, tiếp tục mình chia sẻ về cái đề cương ôn thi. Rồi, nói về đề cương ôn thi thì mỗi năm trường đều có một cái đề cương ôn thi dành cho từng đối tượng, ví dụ như cơ học nội trú nè, chung một đề cương, chuyên khoa 1 một đề cương, chuyên khoa 2 một đề cương. Nhưng mà năm nay đến thời điểm này á, thì vẫn chưa có đề cương ôn thi nha các bạn. Nên mình có lấy một cái đề cương ôn thi mẫu năm 2020, thì hầu như các năm nó cũng không thay đổi nhiều, có thể thay đổi một vài chi tiết khoảng, nhưng mà đa phần có thể nó đúng, cái đề cương ôn thi này có thể nó giống khoảng 80% đi, nó có thể thay đổi hoặc là update thêm một số bài gì đó. Thì các bạn lưu ý thêm, cái này thì mình chỉ để một cái đề cương ôn thi mẫu năm 2020, thì mình cũng sẽ để link ở dưới cho các bạn tải về. Ví dụ như nè, trong cái học các bạn nào mà thi về nội trú á, thì mình sẽ có thi về cái sinh lý nữa ha, thì hay là thi cao học á, thì mình sẽ có thi cái phần sinh lý, thì sẽ có là sinh lý ôn thi như thế nào nè. Rồi các bạn thi về cái khối ngoại thì mình sẽ có giải phẫu cần học những cái vấn đề gì, những cái bài nào cụ thể ha, đó trường sẽ có hết. Những cái bài cần phải học trong lúc mình chuẩn bị mình thi. Rồi đây là đề cương ôn thi của chuyên khoa 2. Thì chuyên khoa 2 mình có nè, chuyên khoa 2 nếu bạn thi nội tim mạch thì mình sẽ có những cái khối bài thi riêng. Nếu các bạn nào thi về nội tim mạch thì mình cũng sẽ có những cái loạt bài ôn thi riêng. Và đối với cái nội thì mình cũng chia sẻ thêm, thì tất cả các bài ôn thi này nó đều nằm trong hai cái cuốn sách, đó là các hai cuốn sách của bộ môn xuất bản mới á. Các bạn nên mua về nếu mà muốn thi về nội trú, cao học hay là chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 của bộ môn nội á, thì các bạn nên mua hai cái cuốn sách là bệnh học nội khoa và điều trị bệnh học nội khoa của bộ môn. Đó. Thì tất cả các bài nó đều nằm ở trong hai cuốn sách đó hết, thì mình có thể lấy, và sau mỗi cuốn sách sẽ có những cái câu hỏi trắc nghiệm nhỏ để mình ôn lại kiến thức của cái bài đó. Đối với ngoại thì mình không có rành cái sách, thì mình có thể mua sách của bộ môn ngoại về mình học trong đó luôn. Bộ môn ngoại thì hình như là mỗi năm không có ôn thi nha các bạn. Rồi, những cái môn có ôn thi nè, ví dụ như môn ngoại ngữ nè, đó là có ôn thi, thì sẽ giới thiệu đầy đủ cho mấy bạn là cần phải học cái gì trong đó để mình biết, để mình đi thi. Đối với môn ngoại ngữ đó, là các bạn điều kiện cần đó là các bạn phải qua được cái môn ngoại ngữ nha. Ví dụ như là môn ngoại ngữ phải từ 5 điểm trở lên đó thì mới được xét qua cái môn chuyên ngành là có đậu hay không đậu.
Đó là cái điều kiện còn của môn ngoại ngữ. Còn khi mà mấy cái môn ngoại ngữ mà mình có đủ điểm qua rồi hoặc là mình được xét miễn thi rồi á, thì khi mà xếp điểm trên cao xuống á, thì người ta sẽ xếp cái điểm chuyên ngành. Và một cái điều lưu ý nữa đó là đối với một người có ví dụ như mình có ví dụ một người hai người có số điểm bằng nhau mà một người được miễn thi ngoại ngữ và một người phải thi ngoại ngữ thì đến cái cận chỉ tiêu cuối cùng á thì người ta sẽ xét ưu tiên cái người được miễn thi ngoại ngữ hơn. Đó là ưu tiên của đó là cái cách xét một hàng năm của trường đó. Rồi, đây là đề cương ôn thi của chuyên khoa 1 các bạn. Thì hầu như là các bài căn bản mình thấy là nó giống nhau đó, nhưng nó sẽ khác nhau một số bài thôi. Nhưng mà các bạn cũng lưu ý đây là đề cương năm 2020 nha. Còn năm 2021 thì hiện tại chưa có đưa ra cái đề cương ôn thi. Và mà theo kinh nghiệm mình thấy của từng năm đó, thì nó cũng không khác nhau nhiều. Nên nếu mà mình có muốn học trước thì đó thì á, mình có thể lấy những cái bài theo cái đề cương này ra mình đọc trước bài ha. Và những cái phần đề cương này mình sẽ để xuống cái phần link của cái video clip cho các bạn tham khảo. Thì các bạn khi mà các bạn chuẩn đọc kỹ cái thông báo của trường, các bạn phải chuẩn bị đầy đủ hết tất cả các hồ sơ dưới dạng hình dạng file PDF á, các bạn lưu về, rồi các bạn sẽ lên cái trang tuyển sinh của trường ha, rồi các bạn đăng ký dự thi. Ví dụ như mình đã bấm vô cái phần đăng ký cho hai đi, thì đây là cái phần và phiếu đăng ký dự thi ha. Thì trong này nó sẽ có rất là đầy đủ các thông tin và mình phải đăng ký hết, và các bạn đọc kỹ cái từng cái và điền vô đúng nha. Rồi thì trong cái phần tài liệu đính kèm á, thì lúc này mình sẽ đính kèm tất cả những cái tài liệu nè mà mình định dạng với dạng file PDF á, mình định upload lên được hết rồi đó. Và mình điền đầy đủ các thông tin và mình đăng ký thôi. Đó là hoàn tất cái phần đăng ký hồ sơ để thi tuyển sinh đại học năm 2021 của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.